Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Afro Shop, mình là Shin. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo các cái đầu brush cây cũng như là sử dụng để làm cái bài mặt đứng cũng như là mặt cắt dạng màu đơn sắc như thế này nhé. Như các bạn thấy, mình sử dụng cái đầu bút cây rất là nhanh cũng như là mình có thể điều chỉnh các cái kích cỡ và cái opacity để tạo cái độ xa gần cho cái không gian như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước một nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ cần phải tải những cái cây về. Các cái cây để mà chuyển thành brush thì các bạn sẽ cần phải một là tách nền, hai là cho nó cái nền màu trắng nhá. Ở đây mình đã tải sẵn những cái bộ cây tách nền rồi. Sau khi mà đã tách nền hoặc là cái nền nó màu trắng ấy thì các bạn vào cho mình menu Edit và tìm đến mục Define Brush Preset. Bấm OK. Sau đó các bạn đặt tên. Ở đây các bạn có thể thấy cái ô preview của cái đầu bút này. Và khi mà thấy ổn rồi thì các bạn bấm nút OK nhá. Ở đây mình đã tạo từ trước rồi nên mình sẽ không tạo lại nữa. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tạo toàn bộ các cái đầu bút nhé. Quay trở lại file làm việc. Sau khi mà tạo xong thì mọi người sẽ tìm đến công cụ Brush Tool, sổ ra các cái đầu bút. Ở đây các bạn sẽ thấy là những cái đầu bút phía dưới này là những cái mà mình vừa mới tạo. Nhưng mọi người thấy là nó rất là khó nhìn, không biết là cái cây nào, hình dạng nó sẽ như nào. Và để hiển thị chính xác cái hình dạng của cái đầu bút ấy, thì mọi người sẽ vào cho mình phần bánh răng này. Và mọi người bật cho mình cái Brush Tip, click vào thì nó sẽ hiển thị cái đầu bút cây phía trước này. Đó, và nếu không cần cái đoạn đầu bút phía sau theo kiểu như là nó nối liền như này thì mọi người cũng có thể quay trở lại phần bánh răng và tắt cho mình cái phần brush stroke. Đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái đầu bút thôi. Cũng như là mọi người sẽ điều chỉnh cho mình cái thanh này để tăng cái kích cỡ preview của cái đầu bút lên cho chúng ta dễ nhận biết được đâu là cái cây nào hơn. Ở đây mình đã tạo sẵn trước 5 cái cây như thế này. Và để làm việc nhanh hơn thì mình có thể vào mục Window này, mình chọn đến mục Brush để mình gọi ra cái bảng đầu bút như này. Đó, sau đó mình cũng sẽ chọn vào phần các cái ba gạch đây và mình tìm đến phần Brush Tip để nó hiển thị ra cái hình dạng của cái cây, đó mình dễ nhìn hơn. Đó, thì mình sẽ làm việc trên cái khung này. Các bạn tìm đến đầu bút muốn vẽ này, ví dụ mình dùng cái cây này chẳng hạn. Sau đó các bạn tạo một layer trống nhá. Chúng ta sẽ luôn vẽ trên layer trống. Đó, và tìm đến cái màu. Có một cái nhược điểm với cách làm này, đó là chúng ta chỉ sử dụng cái màu monochrome thôi, có nghĩa là dạng một tông màu thôi. Ví dụ mình chọn cái màu nâu này thì nó vẫn sẽ nhận màu nâu này. Và để điều chỉnh cái cỡ của đầu bút, mọi người sẽ dùng cho mình cái phím đóng màu ngoặc vuông trên bàn phím nhé. Đó, đóng màu ngoặc vuông thì mọi người sẽ cho to cho nhỏ được như này. Và mình sẽ cho bé lại này. Sau đó mình click thì mình sẽ có một cây màu hơi nâu nâu như này. Ở đây thì mình sẽ cho nó sang cái màu đen luôn. Đó, mình sẽ dùng ví dụ trên màu đen. Khi mọi người click các cây ok này, mọi người sẽ thấy là cái phần gốc có thể nó sẽ chui xuống dưới đất. Trong khi là trong một số trường hợp thì mình không muốn cái gốc nó chui xuống đất. Bởi vì cái bài mặt đứng mặt cắt ấy, thì cái phần đất nó sẽ là cái phần chặn cây lại cơ. Thì mình sẽ làm một cái thao tác trước khi mọi người vẽ nhé. Đầu tiên mọi người sẽ tạo vùng chọn trước. Tìm đến công cụ Magic Wand Tool này. Mọi người chọn layer bản vẽ này. Và tích vào cho mình cái kiểm tích contiguous phía trên nhé. Click vào phần bầu trời. Cái phần bầu trời này là cái phần mà cây nó sẽ có trong này, chứ cây nó không chui xuống mặt đất. Thì mình chọn phần bầu trời này. Sau đó mình mới tạo một layer trống. Đó, đây mình có cái layer trống là layer 7 này. Và mình bắt đầu trồng các cái cây nhá. Mình sẽ trồng từ những cái cây nhỏ trước, là những cây cỏ trước. Thì mình đã tạo sẵn cái cây cỏ từ đây rồi. Mình sẽ cho đầu bút nhỏ lại bằng phím mở ngoặc vuông này. Nhỏ lại này, sau đó mọi người cũng sẽ click như này. Đó, click. Nếu mà mọi người muốn cái đầu bút cỏ ấy, nó gọi là nhẹ nhẹ thôi thì mọi người có thể điều chỉnh cái opacity phía trên nhé, cho nhẹ xuống này, click như này, đó thì nó sẽ nhẹ xuống. Hoặc là cũng có thể dùng cái nút trên bàn phím nhé, ví dụ mình dùng nút số 7 nó sẽ thành 70, đó. Ví dụ mình ấn số 9 này nó sẽ thành 90, hoặc là ấn số 2 nó sẽ thành 20. Thì đây mình cho khoảng tầm 40 mm, sau đó mình vẽ vào như này, đó, vẽ bên trong vùng. Mọi người có thể tạo nhiều đầu bút để tạo cái độ tùy biến cho cái môi trường nhé. Ở đây mình đã có một số các cái cây cỏ rồi. Đó. Tiếp đến thì mình lại tạo một layer trống khác. Mình trồng một cây khác, ví dụ layer 7 là cây cỏ này. Layer 8 là mình lấy một cái cây cụm này, cây thông này. Sau đó mình cũng sẽ cho cái đầu bút nhỏ lại bằng phím đóng màu vuông. Và có một cái lưu ý trong quá trình mọi người dùng cái brush tool, đó là mọi người sẽ cần phải tắt caplock đi nhá. Nếu mọi người bật caplock thì nó sẽ thành một cái tâm dấu cộng như này. Và nó sẽ không có cái cỡ, không hiển thị cái cây của chúng ta. Mọi người sẽ không biết được à mình đang dùng cái cây nào, cũng như là cái cỡ bao nhiêu. Thì mọi người sẽ tắt caplock đi cho mình nhé. Mình dùng phím mở ngoặc vuông mình cho bé lại này.
Đó, mình sẽ có một cái cây ở vị trí này. Opacity là 70, mình gõ số 7 này. Click. Đó, mình có được một cây 70 rồi. Rồi mình sẽ có một cái cây ở phía trên này, nhỏ hơn một chút. Đó, một vuông này, opacity là 30 thôi, mình gõ số 3. Click. Đó, mình có một cây ở phía đằng này nữa. Opacity là tầm 10 thôi, mình gõ số 1. Click. Đó, thì mọi người cứ trồng từng cây một. Tiếp đến thì mình sẽ trồng những cái cây to hơn này. Đó, cũng lại tạo một layer trống này. Cho đầu bút nhỏ lại bằng phím bằng một vuông này. Đó, mình cũng sẽ cho to khoảng tầm này, mình để opacity tầm 40, 50, mình gọi số 5 này, sau đó mình click này. Đó, vị trí trên này thì mình muốn một cái cây nó rõ hơn thì mình gõ 70 chẳng hạn, gõ 7 này, click này. Đó, mình muốn một cái cây ở phía dưới này nhưng mà mờ thôi, opacity tầm 20 thôi, số 2 này, click này. Đó, 2 click. Mọi người có thể điều chỉnh cái opacity để cho có những cây nó rõ hơn cũng như có cây nó mờ hơn. Tương tự như vậy, mình sẽ lại chọn cái cây khác to hơn này. Và trong cái lúc vẽ này thì mọi người giữ nguyên cái vùng chọn nhé, cứ tạo layer trống này, sau đó vẽ vào, cho to lên như này. Mình cái cây to này mình để opacity khoảng tầm 60, mình gõ số 6 này, rồi click chuột như này, nó sẽ đậm. Rồi mình muốn một cái cây ở vị trí phía đằng sau này nó mờ thôi, opacity khoảng tầm 20, mình gõ số 2 này, click này. Đó, những cái cây mờ mình có thể cho nhiều một chút để cho nó hơi rậm rạp như này, nó tạo cái độ sâu cho bài tốt hơn. Đó, ví dụ mình sẽ trồng một số cây như thế này. Đó. Sau khi mà xong thì mọi người có thể ấn Ctrl D vào vùng chọn đi. Mình sẽ đóng cái bảng brush đi bởi vì mình đã vẽ xong rồi. Ở đây mình sẽ có từng cây một. Đó, từng cái nhóm cây như này. Mọi người có thể điều chỉnh opacity của layer để cho cái cây nó nhẹ hơn. Đó, ví dụ mình cho cái cây thông nhẹ một chút như này. Đó. Đến đây thì mọi người thấy là mình đã có các phần cây rồi, cũng như là đã có cái opacity cũng như là cái độ sâu rồi. Quay trở lại cái bài mẫu thì mọi người thấy là mình có một cái nền màu ghi và mình có một cái lớp màu nó hơi loang loang phủ lên. Thì mình sẽ nói về cái cách mà mình tạo cái lớp màu này nhé. Đầu tiên đó là cái màu ghi thì mọi người sẽ chọn layer trên cùng này, chọn adjustment này, mọi người sẽ tìm đến cho mình phần solid color và đổ cho nó một cái màu. Ví dụ mình cho cái màu ghi như này, ghi sáng như này. Sau đó mọi người chọn đến phần blend mode và tìm đến multiply. Đó, mình sẽ chọn multiply nhé. Nếu mọi người muốn nhẹ hơn thì có thể điều chỉnh cái opacity hoặc là điều chỉnh cái màu, click đúp vào điều chỉnh màu đây cho sáng hơn này. Đó, mình cho nó sáng một chút, khoảng tầm này thôi. Hoặc nếu các bạn muốn sắc khác thì cũng có thể chọn cái sắc khác từ đây, nhưng mình sẽ để cái màu ghi sáng thôi. Ok này. Tiếp theo là cái lớp loang thì mình sẽ dùng một cái mask bê tông như này. Có cái mask bê tông, Ctrl A, Ctrl C, mình Ctrl V vào. Sau đó mình giữ A, kéo ra như này để mình copy cho nó phủ hết diện tích. Mình sẽ chọn cả hai layer này, shift chọn cả hai, chuột phải chọn mat layers, mình gộp lại nhé, gộp này. Và mình sẽ chọn chế độ hòa trộn cho cái layer bê tông này. Ở đây mình có thể dùng đến cái multiply tiếp. Đó, mình sẽ lại dùng multiply. Rồi mình giảm opacity cho nó nhẹ xuống một chút. Mình sẽ cho khoảng 30 cho nó nhẹ thôi. Tiếp đến mọi người chọn layer trên cùng nhé, và dùng tổ hợp phím Ctrl Shift Alt E và vào cho mình cái phần đó, filter này, tìm đến mục Camera Raw Filter. Mọi người tìm đến tab Basic và kéo cho mình cái tab Texture lên cao để tăng cái độ nét này. Sau đó là xuống đến tab Detail này, mình tăng phần Sharpening lên. Đó, để cho cái ảnh của chúng ta nó nét hơn. Đó, nó nét và các cái chi tiết nó có một cái lớp hạt phủ lên và nó sẽ tự nhiên hơn là cái cây thực như này. Mình sẽ tăng lên cao một chút, khoảng tầm 114. Bấm OK thì mình sẽ có kết quả trước đó, và sau thì cái phần cây nó sẽ nét lên như này và cái hiệu ứng mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo cái đầu brush cây cũng như là dùng các cái đầu bút đó để làm cái bài mặt đứng và cái bài mặt cắt, mà cắt nó cũng sẽ tương tự thôi. Cái cách làm này thì nó rất là nhanh nhưng mà có cái lưu ý đó là nó sẽ chỉ sử dụng trên một cái tông màu thôi nhé. Và với những bạn mà cần phải hậu kỳ nhiều lần cái bài mặt đứng theo cái dạng tông màu như này thì mọi người lưu lại cái bộ bút sau này nó vẫn sẽ nằm trong cái mục brush tool. Mọi người sổ ra nó vẫn sẽ nằm đây và chúng ta có thể dùng đi dùng lại được rất là nhiều lần ở rất nhiều các cái bài khác nhau nhé. Với những bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn cái quá trình hậu kỳ Photoshop kiến trúc thì cũng có thể tham gia cái khóa học online của mình trên fanpage Facebook nhé. Một lần nữa, mình là Shin đến từ Ad Photoshop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.